Đang đi vào một cái hang. Hang này là hang Quý Hậu đúng không ạ? Hay là hang gì ạ? Hang Trần. À, sau hang Trần là sẽ đến hang Quý Hậu. Cái đoạn đường này thì lại gần đường hơn đúng không chị? Đây, sang nơi mới. Hang Trần rất là dài. Nếu anh chị em nào mà muốn thử sức thì cũng phải chuẩn bị tinh thần nước lạnh. Cái chỗ đường này là đường sát đường này, sau nãy đường lúc nãy mình đi là đường nó lại là ở sát núi. Đó. Đó, gọi là phải tham thính trước đi nó mới bơi nó mới chuẩn. Quê có thích ở đây không? Quê? Không thích về nhà nữa. Ở trong hang này á, bắt cá ăn. Con có bắt cá ăn được không? Kiếm một căn nhà màu đỏ đỏ này. Máy nổ. Quá đẹp luôn. Con đường này cũng rất đẹp, hai bên là lau sậy, ở giữa là như một con suối. Đấy, nước rất trong, cảnh vật cực kỳ hoang sơ luôn. Trước đây thì nông dân họ cũng sống ở đây, nhưng mà sau khi giải tỏa thì họ đã rút đi để tạo một cái cảnh quan hoang sơ, không có người ở, chủ yếu để làm du lịch. Đấy. Le le rất là nhiều. Ở chùa Hương, Suối Yến thì chúng ta không thể nhìn thấy le le, hay là hoa súng thì cũng ít, nhưng ở đây hoa súng thì kể cả buổi chiều cũng thấy mọc. Không khí rất trong lành, nước cực sạch luôn. Nói buổi đi hôm nay thu hoạch quá nhiều thứ. Động rất là cao, thoáng. Ở đây họ có nổ mìn để làm cửa động nó rộng không chị? Hay chỗ này là nó tự nhiên hả chị? Là tự nhiên đúng không chị? À, đấy. Thì chỗ này cũng là một cái chỗ đáng để chúng ta đi bơi xuyên qua cái động này. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Hiện nay máy đang bị hết pin, nên là sắp về. Thì chúng ta có thể tập kích ở chỗ này, tụ tập ở chỗ này, đi xuyên qua cái động này để trải nghiệm. Thì nếu mà đây các bạn nhìn thấy xe ô tô này, thì ngay dưới chân cầu đá là chúng ta có thể hạ cánh xuống đây và bơi ở đoạn này. Ai cấm bơi, khổ, toàn vận động viên bơi SEA Games chẳng nhẽ không được bơi ở bãi đính. Thật. Quá là cấm đoán nhau, cũng mua vé như bình thường nhưng có làm sao đâu. Đấy. Suối Yến, chùa Hương, hồ Xạ Hương còn bơi được nữa là. Hết pin, kệ hết pin. Chúng ta sẽ bơi, sau đó chúng ta lên cái đảo nhỏ nhỏ này. Đây như là cái đảo duy nhất mà có thể lên được đúng không nhỉ? Thấy thoải chị nhỉ? Đấy. Thì từ cầu đá chúng ta hạ cánh xuống đây ra cái đảo này. Úc của rắn ấy. Nhớ nha. Có một cái chuồng gà nhưng mà sắp trên đường về rồi, còn chút nữa trên đường về.